Reason. Nguyên nhân. Ok, rồi. Tiếp nào. Repetition. Repetition. Repetition là sự lặp lại. Repetition. Repetition. Ok, next. Hết rồi ạ. Ok, chúng ta bắt đầu vào buổi học ngày hôm nay được chưa nào? Activity 2. Ok, so complete the conversations about the wingless penguins with suitable question words. So what does it mean of part 3? Điền các từ để hỏi. Complete. Complete. Complete là gì nhỉ? Nào, complete là gì nhỉ? Complete. Từ. Hoàn thành được chưa nào? Hoàn thành. Đi lại từ mới nào? Từ này thầy nói bao nhiêu lần rồi, vẫn không nhớ. Xong chưa nào? Được. Ok. Tiếp nào. Yêu cầu của đồ bài là gì nhỉ? Đoạn hội thoại. Đoạn hội thoại. Hoàn thành đoạn hội thoại. Bằng các từ để hỏi. Ok. Rồi, chúng now we have 5 blank and time for you is 2 minutes and time start. Okay. Now give me your answer. What? Number one is what? Okay, good. Number two. What?
What? Are you sure? This what? Yes. Okay, let's check it. Okay, what? Number three. How many or how much? How many? Okay, let's check it. Okay, how many? Number four. Why? 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 Are you sure? Yes. Okay, good. Number five. What time? What time? Cô ăn ơi! Mời yes. Cô ăn lẩu. Yes or no? Yes. Okay. When is not what time? Okay. So, when's asking about for? When's he asking about? When? Asking about? When's asking about? When thì là tôi để hỏi về vấn đề gì nhỉ? Hỏi về thời gian. Ok, con bỏ cái loa ở cái micro ở trên đó đúng rồi, bỏ xuống dưới rồi nói thì nghe nào. When hỏi về thời gian. Rồi ok, lần sau học thì nhớ bỏ cái đấy xuống được chưa nào? Vâng ạ. Ok, number 4. Use but and so because although to complete the sentences. So what does it mean? Dùng các từ but and so because along although để hoàn thành các câu bên dưới. Okay, very good. So we have 5 sentences and time is 2 minutes. Time start. Xong rồi ạ. Okay, number one. And. Are you sure? Yes. Okay, and number two. But. Are you sure? Yes. Okay, good. Number three. Show. Ready? Yes. Okay, let's check it. Did it also? Number four. Show. Show.
Because. And number five. Show. Show. Okay, very good. Okay. On the nghĩa là gì con nhỉ? Là mặc dù. Okay. Đã được học cấu trúc sử dụng although chưa nào? Rồi ạ. Ok, although sử dụng như nào? Although sử dụng như nào nhỉ? À. Although dùng như nào nhỉ? Cấu trúc sử dụng although như nào? Cấu trúc sử dụng although như nào nhỉ? Although cộng đằng sau although cộng với gì nhỉ? Sử dụng như nào nhỉ? Cấu trúc của although. Although cộng với gì nhỉ? Sau although là gì? Là chủ ngữ. Chủ ngữ rồi đến gì? Verb in. À, verb. Ok, chính xác. Sau although là cộng với lại mệnh đề được chưa nào? Rồi. Ok. Và tại sao câu số 4 lại sử dụng là because? Sao nhỉ? Tại sao đổi được thành because? À được, lại sử dụng là because. Con không biết. Ok, đây là hỏi về trả lời về lý do được chưa nào? Về nguyên nhân được chưa nào? Peter thì là ở nhà này. Bởi vì làm sao? Vì anh ấy ốm chứ không để là vì ốm được chưa nào? So này có nghĩa là vì. Tuy nhiên thì là để trả lời cho câu hỏi vì sao được chưa nào? Được. Ok, chúng ta chuyển vào tiếp theo nào. Ok, match the beginnings with the endings. So what does it mean? Nối. Nối gì nhỉ? Cô không biết ạ. Ok, match là gì nhỉ? Là nối ạ. Nối gì nhỉ? Beginning. Beginning. Beginning là bắt đầu với lại kết thúc. Ok, tức là nối đầu câu với lại cuối câu được chưa nào, thành một câu hoàn chỉnh được chưa nào? Rồi ạ. Ok, chúng ta đem cho con 5 câu này, thời gian cho con là 3 phút được chưa nào? Ok, start. Thank you.
Xong rồi ạ. Ok, xong rồi. Number one will match. C. One C. Two. Two D. Two D. Number three. E. E. Number four. B. B. And the last. A. A. Okay, now let's check your answer. One will match C. Choose E. A. Three. E. Four. B. And the last. Five. D. Okay, you are wrong. Number five, this is D, not A. A. Okay, so why do you choose number five with A? Why? Why? Con nghĩ như vậy. Tại sao lại nghĩ như vậy khi mà không có một cái căn cứ gì cả? Tại sao như vậy? Ok, nhìn thầy giải thích cho này. Đầu tiên là chúng ta nhìn thấy có although được chưa nào? Although ở đây thì tức là mặc dù. Ok chưa nào? Được. Như vậy thì ở đây đã có một liên từ được chưa nào? Được. Ok, thì ở bên đằng sau chúng ta sẽ không có thêm liên từ nữa được chưa nào? Rồi. Ok, tiếp theo mà có nhìn ở câu số 2. Câu số 2 tại sao lại là chọn đi? À lại không chọn đi. Vì sao? Ở đây chúng ta chưa thấy có liên từ được chưa nào? Liên từ. Chưa có liên từ ở đầu câu được chưa nào? Đó, một trong hai vế thì phải có liên từ. Để chỉ hoặc như thế này, hoặc như thế kia, nhưng như thế này, nhưng thế kia kia, hoặc là vì thế này, vì như thế kia, được chưa nào? Rồi ạ. Rồi, đó, hiểu chưa nào? Thì khi mà thấy một vế mà đã có... Có gì nhỉ? Có liên từ. Ok, có liên từ này, hoặc là từ chỉ kết quả, được chưa nào? Rồi. Thì vế còn lại sẽ không được chọn, được chưa nào? Không được chọn... Rồi. Không được chọn có gì nhỉ? Có liên từ. Rồi, ok, rất tốt, được chưa nào? Vâng ạ. Ok, chúng ta chuyển phần tiếp theo nào. Complete the facts below with the name of the correct country in the box. So what does it mean? Hoàn thành các câu bên... Hoàn thành các câu bằng các tên của các nước. Ok, hoàn thành các câu bên dưới với lại các cái tên chính xác tên. Của các quốc gia được chưa nào? Được. Ok, chúng ta có 6 câu này. And time is 5 minutes. Time starts. Yeah, okay.
Xong chưa nào? Chưa. Xong chưa nào? Chưa. Anh lên nào con. Xong rồi ạ. Ok. Number one. Japan. Japan, not Japan. 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 Number two. Vietnam. Vietnam. Are you sure? Yes. Okay, Vietnam. Number three. The USA. In? The USA. Okay, not the, the USA. The USA. Okay, no, the Iceland.
Number four. Iceland. What? Britain. Britain. Iceland. Britain. Repeat. Islands. Islands. Of Thailand. Five. Thailand. Thailand. Okay, Ziri, the USA. Number five. Bristol. Are you sure? Yes. Okay, Ziri, Thailand. And the last is? Bristol. Okay, Britain. So what does it mean? Iceland. Con biết Ireland ở chỗ nào? Ireland. Okay, the USA. Nước Mỹ. Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ ở chỗ nào? Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Thầy nhớ là cái từ này thầy đưa cho rất là lâu rồi. USA. Ireland. Nước Finland. Nước nào nhỉ? Nước Finland. Finland là nước nào? Nước nào nhỉ? Finland là nước nào? Finland là nước nào nhỉ? Nước nào là Finland nhỉ? Tôi không biết. Ok. Phần Lan ở chỗ nào? Phần Lan. Đây Britain. Từ này con không biết ạ. Britain mà. Vâng. Britain là nước nào nhỉ? Con không biết ạ. Ok. Britain là nước Anh như chỗ nào? Rồi. Ok, bây giờ con nhìn lên trên góc này, nhìn thấy chữ extra vocabulary chưa nào? Rồi ạ. Ok, nhìn thấy chưa nào? Rồi ạ. Ok, thầy để ghi lại cho thầy từng chữ một nào. Clumsy. 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 Nghĩa là bụng về được chưa nào? Rồi ạ. Tính từ được chưa nào? Rồi ạ. Ok. Tiếp theo này. Cute. Cute. Ok. Lần sau nhìn thấy từ này không đọc là cute nữa được chưa nào? Đọc là cute. Nghĩa là gì nhỉ? Cute. Dễ thương. Ok. Cute. Dễ thương. Tiếp theo. Mini series. Mini series. Mini series. Mini series. Có biết từ này nghĩa là gì không nào? Là tập phim ngắn. Ok, tập phim ngắn chưa nào? Tiếp theo nào. Là entertain. Entertain. Entertain là gì nhỉ? Có biết không? Là giáo dục. Giải trí được chưa nào? Giải trí. Ok, education mới là giáo dục được chưa nào? Entertain là giải trí. Giải trí. Ok. Ở chỗ nào? Thế Japan là nước nào nhỉ? Là nước Nhật Bản ạ. Ok, thế Korea. Korea. Là nước Hàn Quốc. Ok, rất tốt. Thế còn China. 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 Nước nào nhỉ? China. China. Nước nào nhỉ? Hồng Kông. China là Trung Quốc được chưa nào?
Trung Quốc. Ok. Thế còn Taiwan? Taiwan con không biết ạ. Ok, là Đài Loan ở chỗ nào? À. Ok. Rồi, nói chuyện phần tiếp theo nào. So, do you agree with the following statements? What does it mean? Con không biết ạ. Agree. Agree. Agree là gì nhỉ? Agree. Agree là gì nhỉ? Agree là đồng ý ở chỗ nào? Đồng ý. Statement. Statements là gì nhỉ? Con không biết ạ. Ok, statement là ý kiến ở chỗ nào, quan điểm ở chỗ nào? Dạ. Ok, yêu cầu là bạn có đồng ý với lại các ý kiến nêu ở bên dưới được không nào? Dạ. Ok, bây giờ thì con sẽ có thời gian khoảng tầm từ 1 đến 2 phút được chưa nào? Ok chưa nào? Rồi ạ. Ok. So the statement one, number one. Yes. Why? Why? Why do you agree? You are agree or disagree? Con đồng ý hay là không đồng ý nhỉ? Agree. Agree là đồng ý. Còn disagree là không đồng ý. Vậy con làm, con đồng ý hay là không đồng ý? Đồng ý ạ. Okay. Agree. Why? Why are you agree? Why? 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 Tại sao nhỉ? Tại sao có lại đồng ý với lại quan điểm là gì nhỉ? TV thì chỉ dành cho hài hước giải trí mà không dành cho việc học tập. Thì sao nhỉ? Nào, con giải thích nào. Có thể giải thích tiếng Việt nào. Tại vì sao? Tại vì con chỉ dùng để giải trí thôi. Ok, đó là con dùng để giải trí thôi chứ nào. Còn đấy, lại TV thì vẫn là giáo dục được chưa nào?
Tại vì sao nhỉ? Tại vì trên TV có các chương trình về khám phá thế giới này. Khám phá thế giới này, các chương trình về giảng dạy này, về tiếng Anh, về toán như thế nào, về hóa học, về vật lý như thế nào. Ok. Number two, the first TV program for children appeared late in 1980. Có đồng ý hay là không đồng ý nhỉ? Agrees. Why? Why? Tại sao? Tại sao nhỉ? Tại sao nhỉ? Tôi không biết giải thích tại sao. Ok, rồi. Câu này thì thầy sẽ không giải thích. Câu số 3 nào. Number 3. There are not enough programs for children on TV. Disagreed. Why? Tại sao nhỉ? Câu này có nghĩa là gì con nhỉ? TV không chiếu chương trình dành cho thiếu nhi. Ok, câu hỏi này là ở đây chúng ta không có đủ các cái chương trình dành cho trẻ em ở trên TV được chưa nào? Được. Ok, con là không đồng ý. Tại vì sao nhỉ? Tại vì con thấy trên TV nó có đủ hết chương trình dành cho thiếu nhi. Ok, very good. Number 4, is it good to watch TV programs for other countries? Are you agree or disagree? Đồng ý hay là không đồng ý nhỉ? Ý câu này là rất là tốt cho việc là xem các cái chương trình TV của các cái nước ngoài của các nước khác hay của nước ngoài. Tại vì sao? Con đồng ý hay là không đồng ý? Con thấy là xem chương trình TV của nước ngoài nó tốt hay là không tốt nhỉ? Tốt. Tốt, tại sao? Why? Cũng có. Tại sao nhỉ? Mình có thể biết về văn hóa của nước khác. Rồi, chính xác. Tiếp nữa nào. Còn gì nữa không nào? Ok. Thì xem các chương trình TV của nước ngoài thì sẽ giúp cho mình tìm hiểu được văn hóa của quốc gia đó là thứ nhất này. Thứ hai là sẽ làm giàu được cho kiến thức của mình được chưa nào? Làm giàu kiến thức là enrich knowledge được chưa nào? Được. Ok. Câu cuối cùng nào. Staying at home to watch TV is better than going out. Do you agree or disagree? Disagree. Why? Tại vì đi ra ngoài thì cũng có nhiều kiến thức để mình học. Rồi, ok. Chúng ta sẽ giải thích một cái rất đơn giản là gì nhỉ? Khi mà chúng ta đi ra ngoài thì chúng ta sẽ có nhiều cái quan sát thực tế hơn được chưa nào? Chúng ta được nhìn thấy trực tiếp hơn so với việc là chúng ta chỉ nhà. Chúng ta nhìn qua màn hình TV và chúng ta sẽ không biết được là sự vật sự việc đó nó như thế nào rồi chưa nào? Được. Rồi, ok, rất là tốt. Rồi, vậy thì buổi học của chúng ta hôm nay sẽ tạm thời kết thúc tại đây.
Đó, được chưa nào? Bài tập về nhà dành cho con là gì nhỉ? Viết từ, học từ mới. Ok, vẫn là từ mới này. Còn làm gì nữa? Làm gì nữa nhỉ? Làm gì nữa không nhỉ? Không ạ. Ok, và vẫn học thuộc lại cho thầy các cái cách, cả các cái cách sử dụng với lại WH question được chưa nào? Câu hỏi với từ để hỏi được chưa nào? Vâng ạ. Rồi, ok. So, any questions for today? No. Ok, very good. Ok, we will stop in here. And goodbye. Goodbye. Ok, nhớ làm bài tập về nhà đầy đủ được chưa nào? Vâng ạ. Ok, goodbye.